Tam Quốc có thể nói là một trong những chủ đề được yêu thích bởi các game thủ nói riêng và game thủ quốc tế nói chung. Tuy trên thị trường đã có không ít tựa game được lấy chủ đề Tam Quốc, nhưng như đó vẫn là chưa đủ với các game thủ. Mới đây, hãng game Bilibili nổi tiếng tại Trung Quốc đã cho ra mắt tựa game chiến lược RPG mới với chủ đề Tam Quốc có tên là Three Kingdoms Conquering the World, Tam Quốc mưu định thiên hạ. Người chơi sẽ được trở về Thái Tam Quốc loạn lạc và trở thành một vị lãnh chúa để tranh giành ngôi vị trí cao. Để làm được điều đó, người chơi sẽ phải xây dựng căn cứ, huấn luyện binh lính và chiêu mộ các danh tướng để chuẩn bị cho những trận chiến căng thẳng sắp tới. Là một tựa game chiến lược RPG mang đến cho người chơi một cái nhìn toàn cảnh về thế giới Tam Quốc cổ đại. Tại đây, người chơi sẽ được khám phá các công trình kiến trúc độc đáo cũng như thu thập các mỏ tài nguyên giàu có. Đồng thời, người chơi sẽ phải đụng độ và đối đầu với vô số kẻ địch trên chiến trường. Do đó, người chơi cần phải kết minh với những người chơi khác và xây dựng nên một liên minh mạnh mẽ và chuẩn bị cho những trận chiến đầy kịch tính để chiếm giữ những thành trì quan trọng, từ đó trở thành liên minh hùng mạnh và thống nhất thế giới Tam Quốc hỗn loạn này. Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của game chính là phần đồ họa được thiết kế vô cùng chân thực. Ngay cả dàn nhân vật trong game cũng được thiết kế theo cách tả thực, tạo cho người chơi có cảm giác như chính mình đang tham gia vào những trận chiến và trò chuyện của các nhân vật trong thế giới Tam Quốc. Hiện game chiến lược đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Nếu bạn là một người chơi yêu thích dòng game RPG hoặc chỉ đơn giản là yêu thích bối cảnh Tam Quốc thì chắc chắn không nên bỏ qua tựa game mobile này.